Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoài xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cậu Năm với mợ Năm là cậu Năm là mẹ, là anh của mẹ của Hoa, là nhờ bà của Hoa đến đây để cưa cây dừa này, do cây dừa nó nghiêng vào trong mái nhà này nên mợ Năm sợ. Và mấy cây dừa này cũng, cây dừa này trái cũng rất là nhiều luôn, nó đang nghiêng vào mái nhà nên mợ Năm sợ, nhờ bà của Hoa đến để cưa bỏ cây dừa này, lấy củ hủ để cho chùa. Đây quý vị có thể thấy là cây dừa đang nghiêng vào mái nhà và có rất là nhiều tàu dừa khô. Ở phía dưới này là cái sàn nước mà mợ Năm hay rửa chén, hay ngồi dưới đây lắm, sợ nguy hiểm. Và quý vị có thể thấy là cây dừa nghiêng, bà cũng không phải cột dây đai để giữ vững lại nè, chứ không thôi là nó sẽ bị giục cái móng leo á. Này có anh Thiên, chú Đường, đây là chú Chính. Tàu dừa bót mới cột được mấy quả dừa khác nữa. Nếu mà bình thường ba của Hoa không đeo móng leo á, thì ba của Hoa sẽ lên phía trên cắt cái phần ngọn trước rồi mới cột mấy quả dừa. Dừa trái hết gịch, và của Hoa chèn cái đít chứ không có xỏ cái sợi dây qua, chèn đít của buồng dừa. Trời ơi, bị rút sốt trái rồi.
áp giật cho máy nổ để lấn án tiếng nhạc cũng rất là mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Ngoài giờ này thì có 2 giờ gám nhỏ muốn khô lại. Cậu Năm của Hoa thì đang dọn cái tàu vừa khô bớt. Đứng ở phía dưới nó nguội quá. Cái đường đứng như vậy để không bị chéo dây khi ba của Hoa cưa xong. Kéo kéo cọng dây căng căng cái đường con. Ba của Hoa đã có cưa hết mấy quả dừa rồi. Bây giờ áp cái máy phần tàu. Ui. Gió nó bay ngược qua. Đi ra đi cậu Năm ơi. Ba của Hoa đã còn cái phần đầu vừa phía trên nữa. Em đi đâu với lại? Em đi đâu với lại? Thôi là chết. Nằm kế con gạch. Bên bên kia là vườn mận của người khác nữa. Sao lấy cũng không giờ. Đèn kéo dữ quá, cắm đầu luôn rồi. Đèn kéo quá, cắm đầu luôn. Đèn kéo quá dữ luôn rồi.
ta kéo vừa vừa thôi, kéo quá chạy lộn đầu lên luôn. Rồi cho anh Thiên tự lấy dao đẻo cũng vừa luôn. Mà năm nói là lấy là đem về cho trong chùa, chùa Phước Trơn, chùa Phước Trơn cách nhà mà năm nếu mà đi đường đường thẳng đường chim bay là khoảng 300-400 mét à, mà nay đi vòng vòng giá khoảng 700 mét lận. Cột bên đây nè con, cột bên đây nè, cột bên đây cái đầu á, cột bên đây bên đây nè, đang có lên 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 cái đầu luôn nè, cái đầu cái đầu á Thiên phải cột lại, cột lại kéo tháo thôi nó bị giục dây. Kéo mạnh quá chi giờ phải lỗi xình. Ê quý vị thấy cây dừa cũng còn rất là nghiêng, nghiêng ra ngoài sống ẹo vào trong, cái phần ngọn nó ẹo vào trong mái nhà. Con hồi cũng phải đợi cho anh Thiên kéo cái phần củ hú dừa lên để không thôi, cái phần thân này xuống nó đè nữa. Nước lớn luôn rồi. Trời ơi khỉ. Rồi rồi. Giờ không dây luôn hay gì rồi. Anh Thông con cậu mà năm ừ đứng đó đi rồi kéo. Trời ơi quá trời xình luôn. Dạ, hôm nay mấy cô cắt như sình luôn. Mấy cô nãy giờ chạy giật cho máy nổ không á, khói quá nhiều. Mất khúc. Mất khúc của hổ rồi. Cậu biến như nè. Không lại biến nữa. Anh thằng ơi, cậu hủ tụi mày đánh cái con cái chết. Xình non không luôn. Cái đường tiết lên cắt lại thêm một khúc nữa. Rồi làm cây cầu đi qua bên kia luôn. Văn thình lên 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 trên cách tốt hơn luôn. Văn thình Văn thình tới đằng kia luôn kìa. Văn thình tới đằng kia. Nữa nè.
cháu bằng lại không không bị đâm cái dâm cây dừa. Đây là những trái dừa mà anh Thiên đã kéo vào. Đây chú được, có được mời uống nước dừa chưa vậy? Uống tự nhiên. Uống tự nhiên. Chặt dừa ba nhát. Cách chặt dừa ba nhát. Ba nhát là uống được chứ dừa. Wow. Được chứ đường mà chặt cho chứ dừa. Nè ba, uống đi. Ngồi xuống. Ngồi ghế ra, ngồi ghế. Mà Nam đang ấy bọc với mấy bọc ngọn ngàn thuốc. Dạ. À, lắm á. Rồi chú uống đi. Ừ, ngọt chứ anh. Con ngày nào cũng ra thăm vậy đó. Ra thăm ngày nào cũng đi ra dắt phía phải không anh? Ở ngoài đây Hoa có thấy trái hồng quân nữa nè, cây hồng quân á, giống như trái sung. Đây nè, cây hồng quân trái quá nhiều. Cái lóng cây dừa này thì mà Năm với cậu Năm thấy nhiều người quá nên phụ kêu nhờ kéo cái phần thân này lên để làm cái cầu đi qua luôn, đi qua vườn mận. Nãy nước cạn bây giờ nước lớn quá nè. Cây chôm chôm, cây chôm chôm nhỏ xíu. Chơi lật máy cưa rồi bạn. Giờ là có tiếng nhạc rồi, máy cưa bị tắt máy hoài và cũng hòa máy nẹt. Ba chèo đi, cậu Năm thôi chèo được. Một làm cây cầu luôn. Rồi. Nãy kêu quét cái lỗ, kêu không? Ngon lành. Quét cái lỗ đi, cho nó làm cái nhạc vô. Đứng giống. Hồi nãy Hoa tưởng vườn của người khác hay là vườn của mỗi năm, không biết luôn. Bây giờ anh Phong đào một cái lỗ xuống phía dưới để cho nó không có bị trượt cái phần thân này. Thôi vậy thôi, Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.